Vâng theo đại mạng lệnh của Chúa, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Cùng với sự cưu mang về cánh đồng truyền giáo cho công nhân mà Ủy ban Y tế Xã hội Tổng Liên Hội đã ấp ủ từ những năm vừa mới thành lập. Đầu năm 2017, Ủy ban Y tế Xã hội Tổng Liên Hội cải ơn Chúa tái khởi động lại chương trình CHE, nhưng được gọi với một cái tên mới là chương trình chăm sóc cộng đồng để phù hợp với tình hình tại địa phương, với mục tiêu trọng tâm là những công nhân tại các khu công nghiệp. Ngày 19 tháng 4 năm 2017, cuộc họp chọn lựa cộng đồng diễn ra tại Tư thất Hội Thánh Tin Lành Chánh Hưng, với sự góp mặt của 4 thành viên trong nhóm huấn luyện, bao gồm bác sĩ Trần Văn Thanh, mục sư nhiệm chức Hồ Hồng Quân, mục sư Nguyễn Đình Trung, là những người đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong chương trình này ở các giai đoạn trước đây, và tân binh Trần Phước Trường lần đầu tiên tham gia. Sau khi phân tích tất cả các yếu tố, nhóm huấn luyện thống nhất chọn lựa cộng đồng tại Đồng Nai để áp dụng chương trình, hướng đến các hội thánh có nhiều công nhân như Thành Phú, Bầu Cá, Trảng Bom, Bửu Hòa, Dầu Dây, Long Khánh và Gia Rai. Ngày 13 tháng 5 năm 2017, hội thảo Raise Awareness lần đầu tiên diễn ra tại Hội Thánh Tin Lành Bầu Cá để giới thiệu tổng quan về chương trình. Có 5 hội thánh đồng ý tham dự là Bầu Cá, Dầu Dây, Bửu Hòa, Long Khánh và Trảng Bom. Chương trình TOT1 được huấn luyện tại Long Khánh và Dầu Dây từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9 năm 2017, với 18 học viên được cấp chứng chỉ. Đây là lực lượng nòng cốt tại địa phương để đứng chung với nhóm huấn luyện và sẵn sàng thay thế khi nhóm huấn luyện rời đi. Trong thời gian này, Hội Thánh Gia Rai đăng ký tham gia chương trình. Kể từ tháng 9 năm 2017, các buổi huấn luyện cho nhân sự chăm sóc cộng đồng được diễn ra đều đặn vào chiều Chủ nhật hàng tuần, với các loạt bài xen kẽ giữa chủ đề thuộc linh và thuộc thể, nhằm trang bị cho nhân sự một nền tảng toàn diện để truyền giáo qua vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hơn 20 loạt bài thuộc nhiều chủ đề khác nhau được huấn luyện trong suốt 2 năm qua. Những loạt bài này do chính địa phương đề xuất nhằm giải quyết những thực tại đang tồn động tại khu vực của mình. Ví dụ như các loạt bài về gia đình cơ đốc, bệnh cảm cúm, bệnh tiêu chảy, bệnh tim mạch, chủ đề về rượu, phương pháp làm chứng qua một câu kinh thánh, 8 loạt bài dành cho tân tín hữu, v.v. Các học viên khóa TOT1 cũng bắt đầu được phân công đứng lớp trong một số giờ nhất định. Chúa đã cảm động quý tôi con Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Dầu Dây để sẵn sàng cho lớp học mượn cơ sở vật chất trong suốt 2 năm 2017 và 2018, dù cho thời gian học trùng với giờ sinh hoạt của ban ngành trong Hội Thánh. Ngoài ra, Hội Thánh còn giúp nhân sự trong việc chuẩn bị những thức ăn, nước uống cho các học viên trong giờ giải lao. Đó thật sự là những sự tiếp trợ hết sức cần thiết để lớp học hoạt động một cách trơn tru. Bước qua năm 2019, nhóm huấn luyện nhận thấy việc huấn luyện đã đáp ứng tương đối đủ các nhu cầu tại địa phương, nên quyết định giảm số lượng xuống còn 1 buổi học mỗi tháng. Bên cạnh đó, thúc đẩy việc thực hành, thăm viếng, chứng đạo tại các phòng trọ công nhân. Tới thời điểm này, có một số hội thánh không đủ nhân sự hoặc vì trùng với lịch sinh hoạt của hội thánh nên không thể tiếp tục tham gia chương trình. Việc huấn luyện được tách ra làm 2 nhóm tại Bầu Cá và Gia Rai. Bên cạnh việc huấn luyện cho các nhân sự, việc huấn luyện cho ủy ban để quản lý các nhân sự tại mỗi hội thánh cũng được quan tâm. Những kỹ năng làm việc nhóm và xử lý các tình huống có thể gặp phải trong chương trình được nhóm huấn luyện chia sẻ cho ủy ban trong một khóa huấn luyện kéo dài 3 ngày. Chương trình cũng thực hiện một số dự án nhằm tạo cầu nối giữa hội thánh với cộng đồng tại địa phương, như dự án mùng cho công nhân, dự án xe đạp, dự án nuôi dê, dự án phát kính lão miễn phí. Cảm ơn Chúa, sau hơn 2 năm thực hiện chương trình, Chúa vẫn luôn đồng hành, ban phước và dùng chương trình một cách kết quả trên hội thánh. Những đời sống được tăng trưởng, những hội thánh được Chúa lấy thêm người mới vào, những điểm nhóm được mở ra để danh Chúa tiếp tục được tôn cao. Ngày 17 tháng 11 năm 2019, buổi huấn luyện cuối cùng tại Hội Thánh Tin Lành Bầu Cá đã khép lại chương trình huấn luyện tại Đồng Nai. Tuy nhiên, dự án vẫn luôn hoạt động ở đây mỗi khi các nhân sự ra đi làm chứng về Chúa.